Hi, xin chào tất cả bạn quay trở lại với channel của mình và mình là anh Củ Cải đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái dòng tai nghe vô cùng nổi tiếng từ nhãn hàng Logitech nha. Và cái dòng sản phẩm Logitech này có cái tên đó là G431 nha các bạn. Đây cũng là một cái dòng sản phẩm tai nghe khá là nổi tiếng của cái nhãn hàng Logitech này. Chắc chắn là khá nhiều bạn không còn xa lạ gì với cái mặt hàng Logitech này đâu phải không? Và mình thì cũng đã kết cái em tai nghe này khá là lâu rồi, và đến tận ngày hôm nay thì mình mới đủ tiền để rước em ấy về. Nhìn ở bên ngoài thì chúng ta có thể nhận thấy rằng là cái tai nghe này mang cái tông màu chủ đạo là màu đen và màu xanh dương nha. Ở đây còn trang bị thêm cả một cái mic có thể gấp lên gấp xuống nữa này các bạn ơi. Và bên cạnh thì chúng ta có thể thấy là nó đã được tích hợp thêm một cái nút tăng giảm âm lượng về. Nhìn so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams into modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Để có thể nghe được giọng mình rất là rõ ràng. Như vậy là vừa rồi mình đã review cho các bạn xem về cái tai nghe Logitech G431. Và theo như cảm nhận của mình thì cái tai nghe này nghe khá là hay, khá là ok các bạn ạ. Nếu như các bạn có điều kiện thì hãy thử mua về cái tai nghe này và trải nghiệm xem sao nha. Và đến đây thì cái video của mình khá là dài rồi, cho nên là mình xin phép được kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy cái video của mình hay thì nhớ like, chia sẻ và subscribe cho kênh của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.